Tại vì hôm nay á, đi mổ suốt à, sáng mổ tới chiều tối, nhiều khi 9 giờ rưỡi mới mổ xong. À, có hôm nay là về sớm 10 giờ nè, thì cái tin nhắn em này em hỏi á, mình cũng đọc rồi nhưng mà không có thời gian trả lời, thì hôm nay mình sẽ trả lời. Là em này em hỏi á, em đang học năm thứ 5 y khoa, học kỳ 2 rồi, rất là mê kiếm tiền. Khoảng thời gian này nhìn các bạn trường khác ra trường rồi cho nên cũng hơi dằn vặt, tức là những bạn khác ra trường rồi. Tại vì những cái bạn mà học ngành khác á, họ học có 4 năm mà là ta ra trường rồi, ta làm ta kiếm tiền rồi. Cho nên là bây giờ mình học y, mình học năm thứ 5 rồi, mà thấy mấy bạn cục lứa mình hồi xưa học phổ thông đó ra trường trước là dằn vặt đúng không? Nhưng mà cái điều này á không sao. Tại vì cái điều này á, họ ra trường trước nhưng mà trong 3 4 năm đầu tiên họ đi làm á, thì kiếm tiền rất là ít. Bây giờ lương cho các bạn nó kiếm tiền nhiều luôn á, thì một tháng khoảng 20 triệu đi, một năm là trên 200 triệu đúng không? Nhưng mà 200 triệu á, nó không có ý nghĩa gì hết trơn á, nó không có khác biệt gì nhiều hết trơn á. 200 triệu đó phải thời em làm một thời gian ngắn, một hai tháng em có thể kiếm được và em có thể đuổi kịp các bạn. Bây giờ cứ cho các bạn đi trước đi, em nghĩ học y nốt để lấy bằng, ra trường làm công ăn lương thôi, còn làm việc ngoài em lấn sân sang lĩnh vực khác như kinh doanh không liên quan tới ngành y. Thì sắp lấy bằng rồi em cũng không muốn bỏ, thầy nghĩ em có nên đúng hướng mà. Đúng rồi, bây giờ em cứ học để ra bác sĩ đi, còn có 1 năm nữa à, gắng học ra bác sĩ đi. Thì ra bác sĩ nó có nhiều cái lợi lắm. Thứ nhất á, sau này em muốn đi kinh doanh thì em là người bác sĩ, cái uy tín em cũng lớn à, tại vì anh này học đàng hoàng nè, học bác sĩ nè, trình độ cũng cao nè, cũng giỏi lắm, học bác sĩ ra nè đó, là em hoàn thành chương trình bác sĩ em mới giỏi nha, chứ còn em thi đậu bác sĩ chưa chắc giỏi à. Cái thứ hai là ba mẹ gia đình rất là vui đúng không? Tiếp bây giờ em học 5 năm em bỏ thì gia đình sẽ rất là buồn đó, cho nên bắt buộc phải học xong cái y khoa cái đã. Rồi bây giờ muốn kinh doanh thì cũng được, em muốn kinh doanh trong y khoa hay là kinh doanh ở ngoài đều được hết, đó là suy nghĩ tốt thôi. Người ta nói là phi thương á, thì bất phú, tức là em muốn giàu á, là phải kinh doanh nha, là kinh doanh mới giàu. Thì cái chuyện mà mê kiếm tiền là cái chuyện bình thường, kiếm tiền chính đáng là cái việc rất là bình thường, không có gì phải xấu hết, đáng tự hào nữa. À, mình có tiền á, thì mình mới giúp gia đình mình được, mình mới nuôi ba, chăm sóc cho ba cho mẹ mình tốt được, cho vợ cho con mình tốt được, cho nên chuyện kiếm tiền là chuyện rất là tốt. À, nhưng mà có một cái như vậy nè, tức là những cái việc mà mình muốn làm á, ngay tại thời điểm này mình có thể sẽ không làm được. Ví dụ như bây giờ mình đang học sinh lớp 1 mà mình muốn giải bài toán của lớp 12 á, thì mình không bao giờ mình giải được bài toán đó, mà mình phải tới 18 tuổi mình học lớp 12 rồi mình mới giải được bài toán đó đúng không? Bây giờ em rất là muốn kiếm tiền nhưng bây giờ trong tay không có chuyện gì hết, làm sao kiếm tiền? Bây giờ tôi muốn mua nhà, tôi có xe xe hơi, có mua được cái nhà với lại có chiếc xe 4 bánh, nhưng mà bây giờ cái công việc của tôi nó không phát triển như vậy thì làm sao tôi mua được? Cứ từ từ đến một cái giai đoạn nào đó, khi mà em đạt đủ trình độ thì những cái thứ đó nó tự động em sẽ làm được. Giống như nãy em nói đó, bây giờ học lớp 1 muốn giải bài toán lớp 12 không được, nhưng mà học tới lớp 12 sẽ tự động sẽ giải được thôi đó. Và cái kiếm tiền á thì nó phải gọi là kiên trì. Nói chung là làm công việc gì nó cũng kiên trì. Anh ví dụ như bây giờ khi mà em ra kinh doanh đi, thì trong 5 năm đầu tiên á, có thể em sẽ lỗ, không có thu nhập gì chứ. Nhưng mà tới năm thứ 6 nhiều khi em lại rất là nhiều tiền, và chỉ cần khoảng 1-2 năm thôi là em kiếm được rất là nhiều tiền. Như anh học y ra 2011 đúng không? Từ năm 2011 đến năm 2021 anh ở nhà thuê, ở nhà thuê thôi, nhưng mà tới năm 2022 tự động anh mua được nhà, nó vậy đó. Nhưng mà mình phải kiên trì. Ví dụ như anh mà anh không kiên trì á, anh làm từ 2011 cho tới năm 2021, nó trời ơi làm công việc này chán quá, thôi bỏ bà đi kiếm công việc khác làm, thì anh lại làm một cái công việc khác, em lại khởi đầu lại ngay từ đầu, khởi đầu ngay đầu, thì mình sẽ mất khoảng 5 năm, nhiều khi 10 năm nữa mà mình cũng chưa gặt được cái thành quả. Cho nên là sau này em làm cái gì cũng vậy, phải kiên trì. Nhiều khi mình đào kim cương vậy đó, đang đào 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 đào, gán đào thêm 3 cái cuốc nữa thôi là tới cái mỏ kim cương rồi, giờ không đào quay lại đi ngược lại là mình thất bại. Cho nên là phải kiên trì. Và em làm công việc gì cũng vậy chứ, đặc biệt là trong kinh doanh á, gọi là trong y khoa cũng vậy, kinh doanh cũng vậy, thì mình làm á, khi mà em làm á phải thời á, gặp thời á, thì em chỉ cần 2-3 năm thôi
là mình có rất là nhiều thuyền luôn. Ừ. Nhưng mà trong những cái năm đầu á, ví dụ như trong 5 năm đầu đi, 10 năm đầu đi, mình phải rèn luyện, mình phải rèn luyện những kỹ năng để mình thành thạo cái nghề của mình thành thạo cái kỹ năng của mình. Ví dụ như sau này em trở thành bác sĩ thì em đi một cái chuyên khoa nào đó, em học nghề 5 năm, 10 năm cho cái tay nghề em thật xuất sắc. Tới năm thứ 11 em làm kiếm tiền, bạn chỉ cần làm 2 năm thôi, kiếm được rất là nhiều tiền. Hoặc là kinh doanh cũng vậy. Trong 5 năm đầu tiên em đi kinh doanh, em thất bại không à, toàn là lỗ không à. Nhưng mà phải kiên trì. Thất bại nhưng vẫn phải đi tiếp, phải kiên trì con đường của mình. Thì tới năm thứ 6, năm thứ 7 em sẽ thành công. Đó. Thôi cố gắng lên đi, hoàn thành chương trình bác sĩ cái đi. Rồi sau đó sẽ tập trung vô kinh doanh. Nếu mà không thích bác sĩ, không thích ngành y, em không có đam mê thì sẽ không làm được ha. Phải có đam mê. Ví dụ như tôi là chỉ mê kinh doanh kiếm tiền thì cứ làm cái đam mê ấy đi. Và làm là phải kiên trì, kiên trì trong cái đam mê của mình thì chắc chắn anh sẽ thành công ha.